Nốt ruồi ở ngón chân cái mang ý nghĩa gì? Nốt ruồi ở ngón chân cái cũng giống như các nốt ruồi trên bàn chân là đặc điểm ít ai chú ý. Tuy nhiên, trong nghiên cứu về nhân tướng học, các chuyên gia cho rằng nốt ruồi ở ngón chân cái là điềm báo tốt mang đến cho chủ nhân nhiều tài lộc và may mắn. Vì ngón chân cái nằm ở vị trí đầu tiên của bàn chân và cũng là ngón chân có kích thước lớn nhất, người có nốt ruồi tại vị trí này dự báo sẽ đạt được vị thế của người quyền lực. Như vậy, nốt ruồi ở ngón chân cái mang ý nghĩa rất tốt trong nhân tướng học, là người độc lập tự chủ, có năng lực lãnh đạo xuất sắc và đạt được những thành công lớn trong cuộc đời. Họ rất nhanh nhạy khi nắm bắt cơ hội, đồng thời cũng là những nhà hoạch định chiến lược tài giỏi. Nốt ruồi ở ngón chân cái còn cho thấy chủ nhân là người có thế giới nội tâm khá phong phú, yêu thích cái đẹp và sự tự do. Đặc biệt nếu đây là nốt ruồi con thì chủ nhân là người có cuộc sống may mắn từ khi sinh ra. Họ lớn lên trong gia đình có điều kiện về kinh tế, được bố mẹ quan tâm chăm sóc và khi trưởng thành mọi thứ rất hanh thông thuận lợi. Tính cách họ nhẹ nhàng, bình yên và khá kín tiếng.